chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về kỳ thi TOEIC, một trong những kỳ thi vô cùng quen thuộc đối với những người đang theo học tiếng Hàn. TOEIC là bài thi đánh giá năng lực tiếng Hàn do Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc tổ chức. TOEIC sẽ được chia thành hai cấp độ, TOEIC 1 lớn và TOEIC 2 lớn. TOEIC 1 lớn đánh giá trình độ sơ cấp của bạn, bao gồm cấp 1 và cấp 2. TOEIC 2 lớn sẽ đánh giá trình độ tiếng Hàn của bạn từ trung cấp đến cao cấp, bao gồm các cấp độ cấp 3, cấp 4, cấp 5 và cấp 6. TOEIC 1 lớn bao gồm phần nghe và phần đọc có tổng điểm 200. Nếu bạn đạt từ 80 đến 139, bạn sẽ đỗ TOEIC cấp 1. Còn nếu bạn đạt từ 140 trở lên, bạn sẽ được TOEIC cấp 2. Đối với TOEIC 2 lớn bao gồm 3 kỹ năng, đó là nghe, đọc và viết, có tổng điểm là 300. Để đạt được TOEIC cấp 3 thì số điểm tối thiểu của bạn phải là 120 điểm. Cấp 4, số điểm tối thiểu là 150 điểm. Còn cấp 5, số điểm tối thiểu là 190 điểm. Và cuối cùng, cấp 6, số điểm tối thiểu phải đạt được là 230 điểm. Và trong năm 2024 thì ở Việt Nam, TOEIC sẽ tổ chức 5 lần, bao gồm các tháng 4, tháng 5, tháng 7, tháng 10 và tháng 11. Còn về cách thức đăng ký TOEIC, hiện nay TOEIC do Viện Giáo dục IIG tổ chức. Vì vậy, có các bạn muốn đăng ký kỳ thi TOEIC, có thể truy cập vào link dưới đây. Tụi mình đã đính link sẵn ở dưới rồi nên các bạn chỉ cần nhấp vào thôi. Thời hạn chứng chỉ TOEIC được kéo dài trong vòng 2 năm, vì vậy sau 2 năm, các bạn có thể chọn thi lại tùy vào tính chất và công việc của mình. Nếu như các bạn đang theo học Hàn Quốc cũng như quan tâm đến kỳ thi TOEIC, thì hãy để Lab đồng hành cùng các bạn trong hành trình chinh phục một chứng chỉ TOEIC này nhé.